Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư diễn ra vào chiều nay, bên cạnh tình hình kinh tế xã hội, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong quý 1, tình hình dịch COVID-19 trong nước bùng phát đợt 3. Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, áp dụng chiến lược thần tốc, lấy mẫu, thần tốc xét nghiệm, quyết liệt truy vết, tầm soát trên diện rộng, có trọng tâm trọng điểm, cách ly y tế hợp lý, tập trung mọi nỗ lực và nguồn lực Kết quả tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 đạt 391 trên 438 đối tượng. Đợt tiêm vaccine thứ hai với 19.000 liều sẽ nhanh chóng triển khai từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết số 21 của chính phủ. Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, ngoại giao, hải quan, xuất nhập cảnh, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, giáo viên ba quyện biên giới. Hội đồng bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Trong đó đơn vị tỉnh Đồng Tháp có 14 người, Trung ương giới thiệu 4 người và 10 người do địa phương giới thiệu. Số đại biểu được bầu là 8 đại biểu. Trong số 14 ứng cử viên có 5 người tái cử, có 1 ứng cử viên là người ngoài đảng và có 8 ứng cử viên nữ. Về trình độ chuyên môn, có 3 ứng cử viên là tiến sĩ, 7 ứng cử viên là thạc sĩ, đại học có 3 ứng cử viên và trung cấp có 1 ứng cử viên. Sáng nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Phát động thi đua chuyên đề ngành nội chính Đảng giai đoạn 2021-2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các sở ngành liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp. Theo đó, chương trình hành động đề ra nhiệm vụ quan trọng là tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp. Dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo công tác phòng chống tham nhũng, không dừng, không nghỉ. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC Đồng Tháp, tính đến chiều ngày 27 tháng 4, tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca đợt 2 tại 18 địa điểm, với tổng số 4.326 người được tiêm. Theo báo cáo của CDC Đồng Tháp, có 188 người bị tác dụng phụ phản ứng thông thường sau tiêm với các dấu hiệu nhẹ như đau nhức tại vị trí tim, mệt mỏi, ớn lạnh và sốt nhẹ. Các dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt hàng ngày, nhưng sẽ biến mất sau vài ngày. Cũng theo CDC Đồng Tháp, các tác dụng phụ phổ biến thường gặp trên cánh tay nơi được tiêm là đau mẫn đỏ, sưng tấy, dân dân. Còn trên các phần còn lại của cơ thể hay gặp là mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, sốt, buồn nôn, dân dân là những trường hợp thông thường phản ứng sau tiêm chủng như các loại tiêm chủng khác và không đáng lo ngại. Hôm nay, Quỹ ban nhân dân tỉnh có công dân đề nghị các doanh nghiệp mạnh dạng tham gia giới thiệu, trưng bày sản phẩm tại Trung tâm Đặc sản Đồng Tháp ở Phú Quốc gắn với cam kết về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, đảm bảo nguồn hàng thường xuyên, đồng thời sớm phối hợp với địa phương, các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ thông tin sản phẩm. Quỹ ban nhân dân tỉnh cũng có công văn yêu cầu tạm dừng xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổ chức đoàn kiểm tra, ra soát thống kê số học sinh, học viên tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông còn yếu về kiến thức, kỹ năng tối thiểu và đề xuất các giải pháp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các trường hợp nào bị xóa tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Hội đồng bầu cử quốc gia công bố mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị khởi tố bị can, bị bắt giữ vì phạm tội quả tang bị mất năng lực hành vi dân sự chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử thì hội đồng bầu cử quốc gia xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân đã được quỹ ban bầu cử công bố mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị khởi tố bị can bị bắt giữ vì phạm tội quả tang bị mất năng lực hành vi dân sự chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử thì quỹ ban bầu cử sau khi thống nhất ý kiến với ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp, quyết định xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình.